tâm lý khi làm mẹ đó là giấy trong gia đình sử dụng có thể không phải là tốt nhất đâu, nhưng mà phải an toàn cho con. Tìm ra một loại bỉm mà không ưng, không vừa hoặc kích ứng thì đều có thể đổi trả. Tìm ra một chiếc máy gì đó mà có thể diệt đi những con ve bụi hoặc là hút những cái bụi bặm ở trên giường để các bé đỡ bị ngứa ngáy và viêm phổi. Làn da của các bé còn nhạy cảm, phổi của các bé còn non nớt. Đây là những vấn đề mà các mẹ hay bận tâm. Chăm lo tốt được cho gia đình thì hầu như cái thời gian mà dành cho chính mình cũng không còn nữa. Các mẹ cũng mong muốn có một trợ thủ đắc lực như thế này để đỡ phải cong lưng mỏi gối mỗi khi mà dọn dẹp nhà cửa. Việc mà con làm đổ nước và thức ăn trên sàn hay là bụi bặm ở những nơi mà khó nhìn thì không còn là việc của riêng ai nữa. Xưa thì cứ giặt xong rồi mới xả, còn nay thì dùng luôn nước giặt xả để tiết kiệm thời gian. Trọng trách của những người mẹ không hề nhỏ nha. Vừa phải chăm lo cho công việc, cho gia đình, cho con cái, rồi còn phải chăm sóc cho bản thân nữa. Có những em bé không chịu ăn trái cây thì mẹ lại phải nghĩ cách làm sao để ép ra nước cho em uống. Bé nào thì cũng thích ăn kem, nhưng mà ăn kem nhiều không tốt, ngọt nhiều lại còn xuống răng nữa. Nên là mẹ lại phải nghĩ cách làm kem từ trái cây nguyên chất như thế này cho em ăn. Và tất cả nó cũng gói gọn trong một chiếc máy như thế này đây. Vừa có thể làm nước ép trái cây, nước ép rau củ, lại vừa có thể làm kem ăn giải nhiệt mùa hè từ trái cây nguyên chất nữa. Và các mẹ lại còn có thêm một cái sở thích, đó là săn sale. Đây cũng là tâm lý khi mà làm mẹ đó. Đôi khi thì cũng coi một cái phiên live bán hàng đến mấy tiếng đồng hồ để xem có săn được sản phẩm gì có giá rẻ hơn không, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Thằng nói có đúng chưa ta? Hẹn gặp lại các mẹ vào phiên live ngày 26 tháng 3 để săn deal hời nha.